thì hết biết cái gia đình này chứ. Bà không có coi tivi, không có tin tức, không có thời sự hả? Tivi toàn ông dành ông coi hết, có đâu tôi coi. Còn trả treo nữa hả? Bà biết dướng vô cái tụi đó đó, chẳng khác nào dướng vô cái ổ nhện nhện vậy đó. Nó ngồi đó nó hút máu mình. Tôi biết tôi sai rồi. Hèn chi hổm rày tôi nghi nghi rồi, không dám đi chợ. Cà thục cà ló, cà thục cà ló. Sao bếp mặt mày thì ngơ ngơ ngát ngát. Cho tía con tôi ăn hột vịt luộc không? Ba con vịt đẻ không đủ bà lụm luộc. Thôi mà tía, dù gì má cũng lỡ rồi, má cũng đâu muốn vậy đâu tía. Đúng rồi đó, tôi cũng chỉ nghĩ là mượn 1-2 tháng gì thôi, đâu có dè nó ra nông nổi vậy. Dạ, quan trọng bây giờ á là mình phải tìm cách giải quyết á tía. Đúng rồi đó tía, tụi này nó giang hồ lắm á tía ơi, lỡ nó lại đây gia đình mình á, không biết làm sao luôn á tía. Giải quyết cái gì? Bởi vì chỉ còn có cái cách là bán nhà, trả nợ, rồi cả gia đình kéo nhau đi ăn mày. Tao đi trước, má mày đi sau, ghế tôi tụi bay, đó, mỗi người cái lon. Tía vậy, tía cho ông xin thêm 2 cái đi tía. Cho mày 2 cái nữa. Cho con nhái vợ mày với thằng Cóc con mày đó. Cóc nhái gì cho đi ăn mày hết. Tao nói vậy thôi. Bây giờ tao suy nghĩ là chỉ còn một cách là bây giờ đi báo với chính quyền để nhờ chính quyền người ta can thiệp thôi. Chứ tao hết biết đường tính rồi.